nay mình đang định cho các bạn một màu trang trí. Đó là một cành hoa cát tường đỏ kết hợp giữa và những màu đỏ và xanh có nụ bút và nở. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi cách làm. Nguyên vật liệu chúng ta cần chuẩn bị ở đây gồm có dễ nhũng màu. Ở đây là dụng mình sẽ sử dụng ba màu đỏ, trắng và xanh. Màu đỏ chúng ta sẽ làm hoa, nhụy hoa. Trắng sẽ làm nhụy hoa. Xanh sẽ làm lá kéo cắt bằng kéo quấn cành hoặc xanh. Chỉ bột màu, ở đây mình sử dụng màu cam nhạt. Một cành thẹp để cuộn cành thân hoa và thẹp nhỏ để cuộn lá và nụ hoa, cùng với đó là sụn bằng kem nến. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bước đầu tiên, đó là cắt cành hoa. Hoa ở đây mình sẽ sử dụng là màu đỏ, vì những màu đỏ. Ở đây mình sẽ làm hai bông hoa hải đường to và tầm khoảng 5 đến 6 nụ hoa búp chưa nở. Trước tiên để cắt cành hoa hải đường thì chúng ta cần có tầm khoảng một bông là 12 cành hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cắt, lưu ý là chúng ta sẽ cắt theo chiều dọc theo đường để nhúng, sau đây chúng ta có thể nặng hoa được nở ra. Bây giờ chúng ta sẽ cắt tầm khoảng 2,5 cm hoặc là 3 cm. Chúng ta cần có 12 cành hoa cho một bông hoa và hai bông hoa sẽ là 24 cành hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cắt dọc theo đường vòng của dây nhúng. Lưu ý là chúng ta phải cắt theo dọc đường vân vậy chứ không có cắt ngang. Khi cắt ngang thì khi kéo ra thì hoa sẽ không được có độ co giãn và không được đẹp. Trước tiên chúng ta sẽ cắt những dải dải màu đỏ như thế này để cắt tạo hình những cành hoa. Đặc điểm của dải nhũng là có màu tươi sáng và dải tương đối mềm. Khi sử dụng thì chúng ta có thể tạo hình nét cống hoặc là giúp cho hoa chúng ta có độ mềm mại hơn và trong hoa chúng ta có một chân thật hơn. Khi cắt dải nhũng thì hầu hết thì chúng ta nên cắt theo cái đường thẳng dọc như vậy, và khi cắt nhì hoa thì chúng ta cũng sẽ cắt theo đường hướng dọc để khi vỡ cắt nhì hoa thì nhì hoa sẽ vẫn được một hình thành nhanh hơn và đẹp hơn. Ở đây chúng ta cần có 24 cành hoa. Chúng ta sẽ gấp đôi 2 phần dậy lại rồi gấp lại để cắt thành những cành hoa nhanh hơn và nhiều hơn. Khi gấp thì chúng ta có thể cắt cho mẹt dậy ngang bằng nhau và
tương đương một cạnh hoa sẽ là có chiều dài tầm 2,5 đến 3 cm. Ta sẽ cắt như thế này, ta canh đưa dạng nở của gân lá giấy mà cắt ra thành cạnh hoa. Thì chúng ta sẽ cắt thành một cạnh hoa. Các cạnh hoa thì chúng ta cắt như sau. Ở phần trên chúng ta có thể tạo một vài những đường sóng để giúp hoa chúng ta mềm mại hơn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành sóng những cạnh hoa. Thì chúng ta sẽ cắt tương tự như vậy để hoàn thành được 24 cạnh hoa. Lưu ý là khi cắt thì chúng ta sẽ cắt những cạnh hoa có độ dài rộng tương ứng bằng nhau. Những đoạn hương sẫm này sẽ giúp cho hoa chúng ta trông mềm mại hơn. Đoạn chúng ta tiến hành làm hoa. Ở đây chúng ta sẽ cắm ta những cạnh hoa ra như vậy. Lưu ý là chúng ta cần nhẹ tay và tụm lại phần dưới hoa cạnh hoa như vậy. Tương tự chúng ta sẽ cắt với những cạnh hoa tiếp theo. Gấp lại và tạo hình. Ở đây cạnh hoa chúng ta có thể linh hoạt cắt thành hình dạng tròn hoặc đường sóng ở phía trên. Ở đây mình sẽ cắt tròn. Cái tròn này thì chúng ta có thể tạo hình ở phía ngoài hoặc trong tủy. Để nhũng là một dạy rất mỏng so với dạy A4, cho nên khi sử dụng thì chúng ta cần phải nhẹ tay hơn. Ngược lại, dây dụng là có thể tạo được cho hoa độ mềm mại hơn và chân thật hơn so với dây màu A4. Đối với hoa cả tương thì khi sử dụng dây dụng thì cho chúng ta một kết quả chân thật hơn. Chúng ta như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong những cánh hoa. Giờ chúng ta sẽ tạo độ tính cho cạnh hoa bằng cách dùng hai ngón trỏ và kéo nhẹ phần cạnh hoa ra như thế này để giúp hoa cạnh hoa có độ cong hơn. Và về phần đuôi hoa thì chúng ta sẽ tụm lại và xoắn tròn lại tạo thành một nhánh khoảng ở phía dưới. Như vậy chúng ta đã xong một cạnh hoa. Tương tự như vậy, chúng ta làm vào cạnh hoa thứ hai, cũng nặng nhẹ và quấn tròn lại ở phần đuôi hoa, tạo thành một nếp quả cạnh hoa thứ hai. Chúng ta có thể cắt kia cạnh hoa sao cho hoa có độ
tròn tròn tự nhiên hơn. Về phần hoa nhẹ nhụm thì màu sắc lại đa dạng hơn và làm cho chúng ta có được nhiều mẫu hoa hơn và hoa có thể đổ tự nhiên hơn. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị 24 cành hoa. Chúng ta sẽ cắt theo đường gân hoa dọc và nặng nhẹ phía trong. Ở thời điểm này chúng ta nên nhẹ tay để tránh hoa bị đứt gãy. Dùng hai ngón trỏ đặt ở trung tâm cành hoa và ấn nhẹ kéo ra. Như vậy chúng ta sẽ có giúp cho hoa có độ cong bầu và giúp cho cành hoa chúng ta có độ tự nhiên hơn. Tùy vào độ hoa nở hay là búp to hay là nhỏ mà chúng ta chuẩn bị cành cả cành hoa. Hoa có độ nở to thì sẽ số cành hoa sẽ nhiều hơn. Hoa có độ búp thì số cành hoa sẽ có số cành ít hơn. Ở đây chúng ta cần chuẩn bị 24 cành, có thể ít hơn và nhiều hơn cũng được. Để hoàn thành xong một bông hoa cát tường thì chúng ta cần chuẩn bị nhiều công đoạn, như nguyên vật liệu chúng ta cần chuẩn bị sẵn trước để màu keo dán cũng như cách làm. Để hoàn thành xong một nhánh hoa cát tường thì chúng ta cần phải nghe cụ bị để hoàn thành xong một tác phẩm được vẻ to hơn. Và cành hoa nếu như có to hay là bé thì chúng ta sẽ dùng kéo để điều chỉnh độ lớn bé của hoa cành hoa. Khi nặng theo đường vân của hoa, chúng ta lưu ý là nhẹ tay vì để làm rách cành hoa. Điều quan trọng nhất trong việc sử dụng nhẹ nhụm là chúng ta không phải biết cánh đường vân của hoa để có thể cắt cành hoa theo ý muốn cũng như tạo đồ cong đồ cánh vòng của hoa cành hoa. Nếu như chúng ta cắt thêm một chiều ngang thì hoa chúng ta sẽ không kéo dạng ra được và tạo đồ cong bao được. Ở đây thì cành hoa có thể to thì chúng ta dùng kéo lược bớt và tạo cho hoa có cánh đồ nhỏ hơn theo ý muốn. Hoa cát tường đây mình sử dụng màu đỏ. Màu đỏ là màu đặc trưng của hoa cát tường. Nếu như chúng ta không có giấy màu đỏ thì cũng có thể dùng màu vàng hoặc cam cũng được.
khi quen tay rồi thì chúng ta có thể trong lửa 2 hoặc 3 cành hoa để tạo hình một lần để rút ngắn thời gian hoa hơn. Chúng ta chỉ cần nghe tay là được cạnh cho hoa khỏi bị rách. Khi dùng lực mạnh thì hoa sẽ dễ rách. Về số cạnh hoa thì chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn hay ít hơn tùy ý. Như vậy chúng ta đã chuẩn bị xong phần cành hoa. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cắt nhị hoa. Nhị hoa ở đây mình sẽ sử dụng màu trắng, sử dụng màu trắng. Ở đây chúng ta dùng hai bông hoa thì sẽ có hai nhị hoa và điểm nhị đặc biệt ở đây chúng ta sẽ khi là nhị hoa chúng ta sẽ cắt ngược lại chiều làm cành hoa, thay vì cành hoa chúng ta sẽ cắt cái đường dọc thẳng đường thì nhị hoa chúng ta sẽ cắt cái đường ngang. Chiều ngang tầm khoảng 4 cm, 4 đến 5 cm. Chiều dài chúng ta cắt khoảng 15 đến 20 cm. Lý do cắt theo đường ngạch dọc ngang của giấy nhuộm thì đám lửa chúng ta làm chuyển hành công đoàn làm nhị hóa thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết vì sao lại cắt theo phương án của tờ giấy. Để khiến chúng ta cần chuẩn bị cái bạn màu trắng như vậy. Thì đây là tăng 20 đến 25 cm. Sau khi cắt được hai đoạn giấy nhũ màu trắng, bởi vì chúng ta sẽ cắt theo chiều ngang của giấy chứ không cắt theo chiều dọc. Trước tiên chúng ta sử dụng hai bông hoa thì chúng ta sẽ làm hai nhị hoa. Ở đây chúng ta cần chuẩn bị
Cách dạy được lót. Chúng ta tự hành tô màu cho nhiều hoa. Thay vì một màu trắng trơn thì chúng ta có thể vẽ ít màu lên ở trên như thế này. Trước nhiều hoa chúng ta sẽ có màu trắng pha cam, trong nhiều hoa sẽ có độ tươi nhiều hơn và đẹp hơn. Chúng ta dùng bột gà màu, thì mình sử dụng màu cam. Thì các bạn có màu vàng thì dùng màu vàng sẽ đẹp hơn. Đây mình chỉ có bột gà màu cam thì mình sử dụng màu cam. Chúng ta tô thấm 1/4 đoạn giấy như thế này. Lưu ý chúng ta tô theo sự dọc giấy. Chúng ta tô như vậy cho hết đoạn giấy. Khi tô chúng ta cần chú ý tô đều. Bước thủ thuật này sẽ giúp hoa chúng ta có màu tự nhiên hơn, nhìn hoa trông sẽ thật hơn và đẹp hơn. Nếu như chúng ta chỉ sử dụng nhìn hoa màu trắng trơn thì trong hoa sẽ không tự nhiên và giống thật. Nhưng khi pha một ít màu ở đầu nhìn hoa như vậy thì sẽ giúp hoa chúng ta có đồ sinh động hơn. Khi làm hoa dây nhuận đã có được độ mềm mại của hoa, nhưng chúng ta cũng cần pha màu và lựa chọn màu dây thật so với phía bản thật của hoa ngoài đời để giúp hoa chúng ta có độ tự nhiên và đẹp hơn. Đối với những phương pháp pha màu như vậy rất đơn giản để các bạn chuẩn bị nha. Chỉ cần một cái bột gà màu và tô màu thêm thì chúng ta đã có một nhiều hoa trắng thật hơn. Nếu như chỉ tô một màu ở một phần hoa như vậy này sẽ khi làm hoa chúng ta sẽ không được điêu màu hơn. Vì vậy các bạn cần trợ mặt để lại và cũng tô phần sau của dãy màu. Khi sử dụng nhiều hoa, khi chúng ta vẫn nhiều hoa lại thì màu sẽ đều hơn. Đó là cách lưu ý khi làm nhiều hoa. Chúng ta cần trở lại tô cả hai mặt màu của nhị hoa. Vì lát nữa khi cắt và vẫn nhị hoa thì chúng ta sẽ có độ màu đều hơn. Tránh trùng hợp màu xen kẽ, màu không tự nhiên. Chúng ta lại xong một phần nhụy hoa. Tiếp theo chúng ta sẽ tô với phần nhụy thứ hai.
Này chúng ta có thể cắt đôi. Cắt đôi cắt nhanh hơn. Chúng ta đã chuẩn bị được sống hai chân để đi mau. Bây giờ ta sẽ bắt đầu cắt để hoa. Chúng ta sẽ gấp lại. Ok. Và dùng kéo cắt thành như thế này. Chúng ta cắt tầm 1 mm. Khi cắt thì chúng ta cần cắt nhẹ để tương đối bằng nhau. Đây, sau đây mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết lý do vì sao mà chúng ta đã cắt dọc theo sữa và cắt ngang khi làm nhị. Sau khi cắt xong phần nhị, chúng ta tiến hành cắt nhị ra và dùng tay.
các thế chủ nhập thì đã có lẽ nhập sữa của vậy cho chúng ta sẵn lại nhiều hoa một cách nhanh hơn và đẹp hơn. Một bông hoa quan trọng nhất không những là cạnh hoa thì nhì hoa cũng có một phần không thiểu để hình thành một bông hoa đẹp. Vì vậy chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng hơn trong cái phần nhì này. Đây chúng ta sẵn lắp lại phần lắp lại sẵn lại như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có những chiếc nhì trống tự nhiên hơn, màu phổi nhẹ nhàng, và hoa chúng ta cũng sẽ có độ mềm mại hơn, thật hơn. Chúng ta cứ vẫn như vậy cho đến khi hết đoàn nhì. Đoàn này có thể mất một chút thời gian, nhưng nếu như chúng ta bỏ qua đoàn này thì hoa chúng ta sẽ không còn đẹp tự nhiên nữa. Khi cắt dọc theo đường sữa như thế này thì các bạn sọn lại thì nhìn chúng ta sẽ trông nhỏ nhẹ hơn so với cắt ngang. Và đây những cái chúng ta cắt ngang tiếp theo khi có hai đoạn nhì chúng ta cần chuẩn bị một đoạn dây thẹt nhỏ như thế này và cho keo nện vào đầu. Rồi bắt đầu từ điểm này chúng ta cho kéo vào cố định lại và cuộn tròn phần nhì chúng ta lại. Trong lúc cuộn tròn thì chúng ta có thể chém thêm kéo để cho nhì chúng ta trông chắc chắn hơn, không bị xô lệch khi hoàn thành hoa. Chúng ta vẫn chắc tay và giữ như vậy cho phần cái này cho đến khi hết phần nhì của phần nhì. Để nhì trong có vẻ chắc chắn hơn và gọn gàng hơn thì chúng ta cần chuẩn bị thêm một lớp nhì dùng chỉ và cuộn tròn lại. Ta vẫn chặt tay. Đối với nghề dụng thì chúng ta có thể dùng kéo nện ra thì sẽ sử dụng thêm chỉ giúp hoa có độ chắc chắn hơn, có lâu bung hơn. Nhưng chỉ ta vụt lại như vậy, mạnh tay, sụp mạnh tay giúp cho hoa có độ chắc chắn hơn và
và các vợ không phấn chị thưa. Ở đây chúng ta làm hai bông hoa thì cũng sẽ làm hai nhì hoa tương tự như nhì hoa. Sau thì chúng ta cũng sẽ cho thêm một lớp keo vào sau thành thép làm bắt đầu cuộn. Ta chỉ cần vo tròn lại như vậy thì lớp nhì sẽ cuộn tròn lại thì chắc chắn hơn. Ngoài lớp chỉ thì chúng ta cần chèn vào một ít lớp keo để cho nụ hoa chúng ta được tình hình và chắc chắn hơn. Sau khi một lớp keo thì chúng ta cần thêm một lớp chỉ. Ta cắt chỉ ra giữ một đầu chỉ như vậy, rồi một đầu con này chúng ta dùng sức cuộn chặt và lúc mạnh. Rồi dùng một tóc giữ lại. Rồi các bộ phận chỉ vừa. Như vậy chúng ta hoàn thành xong được hai sân nghỉ hoa. Chúng ta sẽ nhìn thấy nghỉ hoa chúng ta có đồ tự nhiên rất nhiều, màu hoa rất đẹp. Tiếp theo là công đoạn chạm cạnh hoa vào nghỉ hoa. Chúng ta sẽ đứng ở đây, chúng ta sẽ sử dụng cái thứ hoa. Ta sẽ cũng làm như vậy. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ cho keo nệm vào phần đuôi và nặn vào ốc nhị. Trong lúc đặn thì chúng ta cố gắng tạo hình cho lớp cánh hoa có độ bầu hơn. Hoa sẽ có nhiều lớp cánh to nhỏ khác nhau. Ta sẽ lựa những lớp cánh có độ cong nhẹ để đặn vào. Ôm quanh nhì hoa. Và cần để cạnh nơi rắn cho vậy cho keo vào hai dạng phấn đôi vào. Rồi chúng ta là xong lớp cạnh đầu tiên. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm lớp thứ hai của cạnh. Và sẽ để phấn đuôi cạnh xuống cho keo vào. Và dạng xen kẽ ở lớp cạnh thứ nhất. Cạnh thứ hai chúng ta sẽ cố gắng dạng cả cạnh xen kẽ với lớp cạnh thứ nhất.
sẽ tạo cho hoa cỏ nở cảnh tự nhiên hơn và đồ nở trong thật hơn, tránh chấm với nhau lại thì hoa sẽ ta sẽ mất đi lại mềm mại. Đây chúng ta sẽ kẻ cái hai lớp này cạnh nữa. Như vậy bông hoa chúng ta đã hoàn thành được 70%. Chúng ta cần chèn vào thêm hai lớp cạnh nữa thì bông hoa chúng ta sẽ hoàn thành. Chúng ta cho kéo vào và dán vào. Thì quan trọng nhất cái dạng hoa, cạnh hoa thì chúng ta chỉ cần lưu ý dạng so le cả cạnh thì hoa chúng ta sẽ trông có nét thật hơn và mềm mại hơn. Tùy vào độ nở của cả hoa mà chúng ta ước lượng cạnh hoa như vậy. Đây, chúng ta dán thêm các cành hoa. Và các cành hoa chúng ta so le nhau, không chồng lên nhau thì hoa chúng ta sẽ có độ tự nhiên rất nhiều. So le các cành hoa. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng hoàn thành. Chúng ta chỉ cần dùng tay ôm nhẹ hoa lại thì hoa sẽ có chỗ nở cách tự nhiên hơn. Khi tay xong cửa hoa thì chúng ta cần điều chỉnh lại cả cách nở của hoa. Hoa có thể nở to hay nhỏ tùy thuộc vào việc của mỗi bạn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần thô một bông hoa hải đường. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng giấy nhuộm màu xanh, xanh lá đậm, cắt một đoạn như thế này. Chiều dài tầm 3 cm, chiều ngang 3 cm và chiều dài tầm khoảng 6 cm. Cắt đôi lại và cắt theo đường đi sạch như vậy để tạo thành cuộn hoa. Chúng ta cắt theo đường đi sạch và loại bỏ phần nhựa thừa. Và chúng ta có một cuộn hoa. Để cho cuộn hoa có độ tự nhiên hơn thì chúng ta sẽ căng tròn ra. Và ở phần nhọn này chúng ta cũng sẽ chọn nhẹ như vậy để tạo thành một chập nhọn giúp ra hoa chúng ta có độ tự nhiên hơn. Khi cắt theo đường dọc sửa thẳng của khuôn giấy nhũng thì chúng ta tạo những nếp sóng như vậy rất dễ dàng, không mất thời gian nhiều sau vậy khi chúng ta cắt nhựa. Và tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái nếp cho họ kéo vào và chúng ta sẽ dán lại hoa vào. Chúng ta sẽ được kéo tiếp. Và dán cho hệ phấn dài của hoa.
dưa. Làm dưa thì chúng ta sẽ cắt ra. Như vậy chúng ta đã có xong một chút đại hoa. Và cuối là chúng ta sẽ dùng kéo sạp hai mặt, kéo vào vòng đại hoa, cố định chắc. Kéo dãn thân vào. Chúng ta có thể cọt bớt phần để thừa để kéo vào bớt để giúp cho bông hoa chúng ta giữa hoa và cành được nối liền với nhau một cách gọn gàng hơn. Kéo chặt. Thường như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một bông hoa hải đường. Chúng ta sẽ đựng vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với bông hoa thứ hai. Cũng gắn cành hoa vào. Một nhánh hoa hải đường ở đây mình sẽ dùng hai bông hoa nở và tầm 5-6 nụ bút. Để làm hoa nở thì có thể mất thời gian hơn, nhưng mà độ đẹp của nó sẽ nhiều hơn. Thì các bạn chuẩn bị cẩn thận và ghép từng cành thành một, đảm bảo độ so le giữa cả cành hoa. Vậy là thứ nhất thì chúng ta giãn cách tiêu cả cành hoa. Chỉ cần đảm bảo được thứ hai là cành hoa so le với nhau. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một bông hoa hai đường nở. Quy tắc này có thể áp dụng với nhiều loại hoa khác nhau, hoa hồng ghép cành hay là hoa cúc, hoa cát tường, vân vân. Mỗi cành hoa sẽ so le với nhau, không trùng với nhau, là nguyên tắc để hoàn thành xong một hoa đẹp. Đây là chúng ta đã xong lớp thứ nhất. Và tương tự như vậy lớp thứ hai. Khi làm quen tay thì ở bông hoa thứ hai chúng ta sẽ là có thể làm nhanh hơn. Đồ nở thì tùy thuộc vào các bạn, có thể cho nở vừa hay nở bung. Đây mình sẽ cho nở tương đối vừa phải. Và chúng ta có đồ tự nhiên hơn. Như vậy so đẹp với nhau, hai cạnh hoa không trùng vào nhau. Hay so le cạnh này, so le với hai cạnh này. Chúng ta sẽ giãn từ như vậy. Cần khi giãn chúng ta cần đưa tay ôm nhẹ cả cành hoa vào nhau thì cả cành hoa sẽ có độ cong tự nhiên hơn.
một con hoa nở tự nhiên, nó cắt là một con hoa có cả cánh nở bung ra tự nhiên, không trồng xếp với nhau mà chúng xa lê với nhau. Đây như vậy chúng ta đã có được hai bông hoa hải đường. Chúng ta sẽ có bổ sung thêm một vài nhãn nữa để giúp cho chúng ta có đồ to hơn, khác biệt nhau hơn một chút. Và bông hoa đầu chúng ta đã làm hơi bí đùa nhẹ, đùa nở nhẹ. Bây giờ chúng ta sẽ có đùa nở của bông hoa này nhiều hơn, hơn một chút. Vì vậy cái các cả cánh hoa chúng ta cần đến khoảng nhiều hay ít, có thể chỉ một vài cánh. Cho hoa nở thì sẽ không có đồ nở đều mà có chỗ nở búng và nở úp. Vì vậy hoa chúng ta sẽ có nét tự nhiên hơn, thật hơn. Hoa hải đường là một bông hoa có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Và chúng ta xong một bông hoa thứ hai. Tương tự chúng ta sẽ làm đài hoa. Chúng ta cho keo vào. Đấy, dạng đài hoa. Đài hoa vào. Để chụp cho một cái keo vào. Tiếp nối giữa hoa và thân trong rừng tự nhiên hơn. Và các phần thừa. Như vậy chúng ta đã xong hai bông hoa hải đường nở. Tiếp theo chúng ta sẽ làm nhì hoa. Ở đây chúng ta có những thân nhì.
giấy. Đây mình sẽ dùng giấy vệ sinh. Chúng ta sẽ đôi. Chuyển thế này. Tiếp theo chúng ta tròn lại. Ta cho keo vào chính giữa để cố định giữa giấy và thép. Thì như chúng ta có sốt thì chúng ta có thể cắt sốt lên cho. Đây mình không có sốt thì sử dụng giấy vệ sinh cũng được. Miễn sao tháo hình ra được một cái nhĩ hình tròn trong tự nhiên nhất. Đã cho keo vào. Một cành hoa thì có hoa nở và các lụm cùng với lá. Một cành hoa hai đường thì chúng ta cần phải làm được tất cả các nhánh hoa nở bút và lá. Vậy cành hoa chúng ta sẽ có đúng tự nhiên và chân thực hơn. Sẽ sử dụng 4 đến 6 nhị hoa. Chúng ta dùng là 6, đang làm 6 nhị. Búp, nụ búp, nhị búp, hoa, cắt lọc nó nhỏ. Liệu là giấy vệ sinh thì chúng ta có thể tự cho tạo hình cho hoa như chúng ta.
Sau khi hoàn thành được sợi nhiều hoa thì như vậy chúng ta sử dụng liệu chúng ta còn giữ cả cành hoa thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cũng được. Phải dùng màu đỏ như vậy cũng lại. Chúng ta có thể làm dư hoặc chúng ta có thể cắt một quãng dậy những màu đỏ để cũng qua như vậy. Chúng ta ôm chặt phần nhĩ và xoắn mạnh ở phần đáy. Một lớp keo vào đây rồi lớp chạy vào và cũng cầm lại. Ta làm tương tự như vậy để hết. Như vậy chúng ta là tương nam tương đối sống sậu nhì hoa nụ hoa. Tiếp theo chúng ta cũng cần chuẩn bị đai cho nhì hoa nụ hoa tương tự như cách làm đai của bông hoa. Đấy. Chúng ta cũng sử dụng để giống màu xanh. Các cong hình vòng tròn vì đặc trưng của các nụ bút khi các bông hoa vẫn chưa hoàn chỉnh nên đài hoa nó cũng chưa hoàn chỉnh như bông hoa đài bông hoa. Chúng ta sẽ cắt đài nhiều hoa nụ bút khác với bông hoa.
Khi hoàn thành thì chúng ta cần nhẹ lại đây. Và chúng ta sẽ cho vào hồ này trên. Việc các notebook này sẽ làm cho bông hoa chúng ta có đủ tự nhiên và sinh động hơn. Và các đài hoa với cành khỉa tròn như vậy sẽ tạo độ chân thật hơn cho các nụ chưa hình thành hoa của chúng ta. Khi dặn xong các nụ hoa hoặc là xong các nụ hoa thì chúng ta sẽ làm công đoạn cuối cùng cho nụ hoa là dặn sạp xanh vào thân. Rồi dùng sạp xanh thì sạp xanh cũng vào nụ và kéo thẳng ra đến để thép dưới. Ở đây mình dùng thép trắng, nếu như các bạn có thép xanh thì sử dụng thép xanh cũng được. Chúng ta cuộn như vậy để thép hơn thép trắng. Chúng ta cuộn sạc xanh cho hệ các notebook của chúng ta. Sạp xanh là một công cụ giúp làm cho hoa chúng ta có độ chân thật cao. Cành cây màu xanh gắn liền giữa các lớp giấy và thanh thép.
Tiếp theo là chúng ta sẽ làm bạc cho, chúng ta sẽ gắn các nụ vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ làm lá. Và ở đây tự nhiên là chúng ta sẽ dùng màu xanh. Chúng ta cắt những đoạn để nhỏ màu xanh dài đi tầm khoảng 5 cm cho đến tầm 2 cm để làm lá. Ở đây chúng ta cần chuẩn bị tầm 8 đến 10 lá. Mình sẽ cắt hình trên mặt da như vậy về cái thước và độ dài của các chiếc lá. Mình tạo được chân da tầm khoảng 4-5 cm. Thành cà phê thành hình chữ nhật như vậy. Sau đó chúng ta sẽ cắt xẻo hình chữ nhật trên. Dùng một thanh kẹp như vậy, chúng ta cho keo vào thân kẹp và gắn vào ở phần rìa của mảnh tam giác. Sau đó chúng ta cho thêm một lớp keo nữa. Như vậy chúng ta đã xong một lớp lá, một chiếc lá. Sau đó chúng kẻ chúng ta tạo hình chiếc lá. Chúng ta hoàn thành xong chiếc lá. Tương tự như vậy chúng ta làm được những chiếc lá tiếp theo. Cắt xẻo như vậy thì đồ hình chữ nhật thứ hai còn ngang nhau và đã giữ nguyên một phần còn lại. Chúng ta lật một cái, chúng ta cho keo vào chúng ta cần phải bẻ sao cho thân thể thẳng và thẳng sát mép để như thế này. Mình cho keo vào. Dạng vẫn còn là lên, trong lên. Khi dạng thì lưu ý chúng ta sẽ che hết phần kẹp. Cho một lớp kẹp vào chính giữa lá như vậy sẽ giúp cho lá chúng ta có độ tự nhiên hơn. Chúng ta có thể để cong theo một lượng chiếc lá theo lượng mà chúng ta thích và mang cho chúng ta lại chiếc lá chúng ta trong thực và sinh động hơn. Thoát thành chiếc lá thứ hai. Những chiếc lá tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự như vậy.
Phần còn lại là thẳng, phần kẹp. Cho vào bên giữa. Làm một lượt keo. Rồi, cho phần ngoài vào. Để ghi được keo và kẹp đỏ. Việc là thứ ba đã hoàn thành. Dùng kéo cắt nó tạo lên một chiếc đạn.
sau khi hoàn thành những triển lãm thì chúng ta sẽ bắt đầu ghép cành để hoàn thiện xong một bông hoa của chúng ta. Trước tiên chúng ta sẽ gắn và nó buộc chúng ta thành một chùm như vậy để gắn lại, thì chúng ta dùng kéo sạch như vậy. Mình kéo sạch, chúng ta gắn kẽ cạnh nhành hoa và không quên là thêm một nhành lá vào. Chúng ta dùng kéo cuộn cho hết toàn cành, như vậy chúng ta đã có một nhành nhỏ nụ. Nó sẽ vẽ lá sao cho cũng tự nhiên hơn. Và chúng đầu tiên ta sẽ cho bông hoa nó thêm vào, rồi bằng kết lại với nhau bằng keo. Đây chúng ta cần cuộn chặt tay, bên cạnh đó chúng ta cần tô điểm thêm một vài chiếc lá. Một nụ hoa và lá xen kẽ nhau, như vậy bông hoa chúng ta sẽ trông sẽ sâu hơn, đây là hơn. Các nụ hoa sẽ xen kẽ nhau như vậy. Chúng ta quấn 6 đều ha, thêm vào cành hoa, cành nụ như vậy, một cành nụ. Quấn chặt tay. Ha, bông. Ta gắn kết lại thành một cành bông hoàn chỉnh và lá. Còn đó hoàn thành này chúng ta cần xen kẽ giữa hoa nở, nụ bút, lá sao cho cành hoa chúng ta có độ tự nhiên nhất. Ở đây chúng ta cần xen kẽ đều giữa lá và hoa nụ. Những chiếc lá chúng ta cho xen kẽ vào ở phần thân. Sau khi hoàn thành thì chúng ta có thể điều chỉnh cho những nhánh lá chúng ta có độ hướng và độ cong sau. Lúc này chúng ta chỉ cần điều chỉnh sao cho các cành hoa lá nụ gắn liền với nhau, không đồng đều hơn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một cành hoa. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ hoàn thiện bằng cách gắn các cành hoa. Đây, chúng ta sẽ để các cành hoa chờ những thẹp ở phía trong hoa sẽ được để ra điều bằng bộ điều cho hoa chúng ta phải đủ tự nhiên hơn, không chồng xếp với nhau, có đủ chuyển chuyển uốn lượn khác nhau. Ta có thể xoay tùy theo các hướng. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một nhành hoa hải đường màu đỏ. Chúc các bạn thành công với mẫu trang trí này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.